Xin chào mọi người, Tini vừa được tặng em son kem lì L'Oreal nên khoe luôn cho nóng nè. Hãng mỹ phẩm L'Oreal là của Pháp, nhưng đa phần các sản phẩm đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Lý do là hãng thuê Trung Quốc gia công theo công nghệ của Pháp, nên nếu bạn thấy son của mình dùng có xuất xứ Trung Quốc thì cũng đừng hoang mang nha. Son có thiết kế tương tự cho son móng tay, không có vỏ giấy, vỏ nhựa có màu roron sang chảnh. Điểm độc đáo nhất của son chính là đầu cọ tán son. Dù bạn có mở nắp bao nhiêu lần thì đầu son vẫn sạch sẽ, chất son không bám vào nắp, gây mất thẩm mỹ như các loại son kem khác. Và khi thoa một lớp son nhạt thì Tini thấy son vô cùng mềm, rất mướt môi. Nhưng khi thoa một lớp dày lên toàn môi thì lại khác. Đây hoàn toàn là son kem bóng, chứ không phải son kem lì như hãng giới thiệu. Không sao cả, Tini sẽ chia sẻ cách thô biến thành son kem lì. Chỉ cần bậm môi qua khăn giấy thì bạn sẽ thấy ngay phép màu. Với cách làm này, vừa giúp môi loại trừ lớp son bóng, vừa giúp màu son bám lâu hơn, màu môi đẹp hơn. Có thể dùng cách này cho các loại son kem bóng khác luôn. Son bám màu hơn 3 giờ, thích hợp đi chơi, đi học đều được. Tini sẽ tặng son này cho một trong các bạn đang xem clip với điều kiện rất đơn giản. Hãy comment lý do bạn muốn nhận son vào link bên dưới. Tini sẽ tặng son cho bạn nào có comment hay nhất. Và sẽ trao quà sau 3 ngày từ lúc đăng video này. Kết quả sẽ được công bố trên Facebook Cam Tươi. Các bạn nhớ cập nhật nha. Đừng quên nhấn theo dõi kênh YouTube của Tini để không bỏ lỡ những clip hay nha.